Xin chào các bạn đã đến với kênh YouTube của Ngọc Huyền. Đây đó châu Âu cuộc sống áo. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã luôn đồng hành cùng Huyền trong suốt thời gian qua. Hôm nay xin mời các bạn vào bếp cùng với Huyền làm món cá ba sa kho tộ. Đây là ba khứa cá khoảng nửa ký lô, hành tím và tỏi và một ít mỡ Huyền đã thắng xong và một ít hành lá. Cá ba sa Huyền đã rửa sạch bằng nước muối cho sạch nhớt. Huyền sẽ cắt hành tím nhỏ để ướp với cá. Và ba tép tỏi, Huyền cũng đập nhuyễn, rà sắc thật nhỏ. Huyền trộn với cá, gồm có nửa củ hành tím, ba tép tỏi và một ít đầu hành lá. Và một ít đầu hành lá, Huyền cũng đập dập và ướp chung với cá ba sa. Trong phần ướp cá, Huyền sẽ cho 2 muỗng canh đầy nước mắm. Và một muỗng canh nước tương. Hai muỗng cà phê đường, tương đương với một muỗng canh đường. Một muỗng cà phê bột nêm. Và một chút xíu bột ngọt. Tùy theo nha, các bạn không ăn bột ngọt, các bạn khỏi cho cũng được. Và một muỗng cà phê nước màu. Một ít tiêu. Sau đó trộn đều và để cho cá thấm khoảng nửa tiếng. Rồi sẽ đem vào bếp để kho. Cá ba sa Huyền đã ướp được nửa tiếng. Đầu tiên, các bạn bỏ cá vào trong nồi, nhưng không cho dầu mỡ. Mình ráng sơ để cho cá được cứng lại, săn chắc lại. Thank you.
có thể cho một muỗng canh dầu vào để cá được bóng đẹp hơn. Món cá ba sa kho tộ đã xong. Mời các bạn cùng với gia đình Huyền cùng thưởng thức món cá ba sa kho tộ rất ngon. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã theo dõi video. Hẹn các bạn với video kỳ tới. Bye bye các bạn.